Chương trình truyền hình Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn xin trân trọng kính chào quý vị. Đây là chương trình phát hình lần thứ 1309. Ngoài phần tin tức, thông báo cộng đồng và bình luận, xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh sinh hoạt của cộng đồng người Việt quốc gia tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn và vùng phụ cận. Mở đầu là phần lược thuật những tin tức quan trọng trong tuần qua. Hoa Kỳ mừng ngày giành độc lập từ Anh Quốc lần thứ 241. Tổng thống Trump gặp Tổng thống Ba Lan và đọc diễn văn ở thủ đô Warsaw. Nhiều vấn đề hóc búa tại hội nghị G20. Mỹ sẵn sàng dùng võ lực với Bắc Triều Tiên. Pháp ngăn chặn âm mưu ám sát Tổng thống Emmanuel Macron. Hai máy bay ném bom Mỹ thách thức Trung Quốc trên Biển Đông. Và sau cùng là Thủ tướng Iraq khen ngợi binh sĩ chiến thắng Mosul. Sau đây là phần tin chi tiết, tin tổng hợp. Hôm 4 tháng 7 vừa qua, Hoa Kỳ đánh dấu năm thứ 241 ngày tuyên bố độc lập từ Anh Quốc với nhiều sinh hoạt hội hè, picnic, diễn hành và bắn pháo bông trên toàn quốc. Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania đã thiết đãi các gia đình quân nhân một bữa tiệc với món thịt nướng tại Tòa Bạch Ốc và một buổi trình diễn của các ban nhạc nổi danh gồm Blues Brothers, Beach Boy và ca sĩ Yolanda Adams. Họ kết hợp thực hiện một hoạt cảnh của cách đây hơn 200 năm, là nguồn gốc của sự ra đời bài quốc ca Star-Spangled Banner, cũng như bản God Bless America. Pháo bông sáng rực bầu trời Washington DC vào đêm 4 tháng 7, khi hàng ngàn người reo hò cổ võ tại National Mall. Tất cả các thành phố lớn của Hoa Kỳ gồm Boston, New York, Philadelphia, Seattle, Orlando, Jersey City và San Francisco cũng tổ chức chương trình bắn pháo bông. Chương trình bắn pháo bông của New York được cho là lộng lẫy nhất nước, với hàng ngàn người tụ tập bên bờ sông phía đông. Cư dân và du khách ở Manhattan, Queens và Brooklyn vẫn có thể nhìn thấy bầu trời New York rực sáng với nhiều màu sắc chói lọi. Nhưng điểm chính của ngày lễ này chúng ta nên biết là tòa nhà văn khố quốc gia nằm trên cùng đường với tòa Bạch Ốc về phía gần trụ sở quốc hội. Đó là nơi cất giữ bản tuyên ngôn độc lập do ông Thomas Jefferson soạn thảo và được quốc hội thông qua vào ngày 4 tháng 7 năm 1776. Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Đó là một số trong các nguyên tắc căn bản của bản tuyên ngôn đặt ra. Một truyền thống trong ngày lễ độc lập 4 tháng 7 là nghi thức đọc lại bản tuyên ngôn độc lập trước thềm của văn khố quốc gia. Bên trong văn khố quốc gia, bản gốc của tuyên ngôn độc lập được trưng bày trang trọng cùng với bản hiến pháp và tuyên ngôn nhân quyền cho công chúng xem. Ngay sau nghi thức đọc bản tuyên ngôn, một cuộc diễn hành của hàng ngàn người tham gia xuất phát ở trước tòa nhà văn khố quốc gia trên đại lộ Constitution, trải dài 10 khu phố và kết thúc ở khoảng giữa tòa Bạch Ốc với đài tưởng niệm George Washington, tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ. Được biết, có phái đoàn của cộng đồng Việt Nam, Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virginia phối hợp với Vietnamese American Celebrating Freedom tham dự buổi diễn hành July 4 năm nay. Xin mời quý vị khán thính giả nhớ theo dõi những hình ảnh mà đài chúng tôi đã ghi nhận được trong phần phóng sự cộng đồng. Tin Warsaw, Ba Lan. Trong chuyến công du châu Âu lần thứ nhì này, chặng dừng chân đầu tiên của Tổng thống Trump là thủ đô Warsaw của Ba Lan. Ông đồng ý ghé thăm Ba Lan sau khi nhận lời mời của chính phủ nước này. Hiện nay Ba Lan đang được đảng bảo thủ Law and Justice, PIS, kiểm soát. Trong thời gian qua, Ba Lan tỏ ra hoan nghênh tân chính phủ hữu khuynh của ông Trump hơn mọi chính phủ Tây phương khác. Có lẽ vì Ba Lan đang có cảm giác bị cô lập ở châu Âu. Tổng thống Trump có mặt ở thủ đô Warsaw sáng ngày 6 tháng 7,
tính theo giờ địa phương, trước khi bay đi Hamburg dự hội nghị thượng đỉnh G20. Video của Reuters cho thấy công trường Warsaw đông nghẹt người ủng hộ vẫy tay, vẫy cờ và đồng thanh hô tên ông Trump. Sau đó, Tổng thống Hoa Kỳ và Tổng thống Ba Lan cùng đặt vòng hoa trước tượng đài tưởng niệm cuộc nổi dậy của người dân Ba Lan. Mở đầu bài diễn văn, Tổng thống Trump nói Hoa Kỳ yêu quý nước Ba Lan và người Ba Lan. Tổng thống xác nhận trong số những thành viên cam kết nhất của Liên minh NATO, Ba Lan trở lại vị thế của một quốc gia hàng đầu mạnh mẽ, toàn diện và tự do. Một Ba Lan mạnh mẽ là một phước lành cho các nước Tây Phương, và họ biết rõ điều này. Trước đó, Tổng thống Trump gặp Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic tại hội nghị thượng đỉnh khu vực khối ba đại dương. Tin tổng hợp, các nguyên thủ quốc gia lãnh đạo 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới khai mạc hội nghị 2 ngày tại thành phố Hamburg, Đức hôm thứ Sáu ngày 7 tháng 7 nhằm tìm kiếm những thỏa hiệp và đáp ứng cho một loạt vấn đề từ quy định thị trường tài chính, chống khủng bố, biến đổi khí hậu, những phương pháp thực tiễn để cung ứng cho đến việc nỗ lực chống đại dịch. Thủ tướng nước chủ nhà Angela Merkel hôm 6 tháng 7 nói bà hy vọng các nhà lãnh đạo có thể đi đến thỏa hiệp và tìm giải pháp cho nhiều vấn đề, mặc dù triển vọng tìm được những điểm đồng thuận chung về vấn đề biến đổi khí hậu và thương mại không có gì là chắc chắn. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong thời gian qua đã có nhiều bất đồng với các lãnh đạo thế giới khác từ khi Mỹ rút ra khỏi Hiệp định Khí hậu Paris năm 2015, một thỏa thuận có mục đích hạn chế lượng khí thải gây hậu quả ô nhiễm trầm trọng, và từ khi Hoa Kỳ theo đuổi chính sách nước Mỹ trên hết về thương mại quốc tế. Ông Trump nói, ông có các kế hoạch mạnh mẽ để áp dụng mức đánh thuế cao hoặc hạn chế việc nhập cản thép, lời đe dọa mới nhất và có thể nghiêm trọng nhất để bảo vệ ngành công nghiệp Mỹ, gây bất an cho các thành viên của nhóm G20. Ngày 7 tháng 7 cũng là ngày chứng kiến cuộc gặp trực diện đầu tiên giữa nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cộng đồng tình báo Mỹ đã kết luận rằng ông Putin đã đích thân chỉ đạo một chiến dịch nhằm làm mất uy tín cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm ngoái và gây tổn hại cho uy tín cho cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton, đối thủ của ông Trump. Sáng hôm 7 tháng 7, trước hội nghị thượng đỉnh G20, ông Trump gửi trên Twitter dòng tin nhắn sau đây. Tôi sẽ là một đại diện tốt cho đất nước chúng ta và sẽ tranh đấu cho lợi ích quốc gia. Truyền thông tin giả không bao giờ tường trình chính xác về tôi, nhưng mấy ai quan tâm. Chúng ta sẽ MAGA MAGA là chữ viết tắt của khẩu hiệu Make America Great Again, có nghĩa là làm nước Mỹ vĩ đại trở lại. Khẩu hiệu của chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump. Trong bài diễn văn hôm thứ Năm, ngày 6 tháng 7 tại thủ đô Warsaw, Ba Lan, ông Trump tố cáo Nga là có hành vi gây bất ổn, xen lấn vào các vấn đề thế giới, một cáo buộc mà Moscow bác bỏ. Tại hội nghị thượng đỉnh G20, ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp nhau vào thời điểm Washington đang tăng áp lực lên Bắc Kinh để kiềm chế Bắc Triều Tiên sau vụ phóng thử một phi đạn đạn đạo liên lục địa. Hoa Kỳ còn dọa sẽ áp dụng các biện pháp chế tài thương mại đối với Trung Quốc. Trong khi đó, cảnh sát đã sử dụng vòi rồng để giải tán hàng chục người biểu tình chống chủ nghĩa tư bản, phong tỏa các ngã đường ở thành phố Hamburg. Ước lượng sẽ có hơn 100.000 người biểu tình có mặt tại Hamburg để phản đối hội nghị. Trong số đó, khoảng 8.000 người được coi là thuộc cánh tả của châu Âu có chủ trương bạo động. Thành phố hải cảng Hamburg ở phía bắc nước Đức phải tăng cường thêm cảnh sát đến từ khắp nước.
Được biết có tới 20.000 nhân viên cảnh sát tuần tra trên các đường phố, trên không phận và trên các tuyến đường thủy. Có ít nhất 76 cảnh sát viên bị thương khi thành phần biểu tình bạo động đụng độ với cảnh sát hôm thứ Năm ở trên đường phố Hamburg ở Đức, nơi cuộc họp thượng đỉnh của khối G20 đã diễn ra. Tin tổng hợp, Hoa Kỳ ngày 5 tháng 7 cảnh cáo đã sẵn sàng dùng võ lực nếu cần để ngăn chương trình phi đạn hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, Washington nhấn mạnh vẫn ưu tiên cho giải pháp ngoại giao toàn cầu chống lại việc Bình Nhưỡng thách thức các cường quốc. Thử nghiệm phi đạn đạo hôm 4 tháng 7 có thể có tầm phóng xa tới tận tiểu bang Alaska của Hoa Kỳ. Phát biểu trước cuộc họp của Hội đồng Bảo an, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley nói, hành động của Bắc Triều Tiên đã nhanh chóng khép lại khả năng của một giải pháp ngoại giao và Hoa Kỳ đã sẵn sàng tự vệ và bảo vệ các đồng minh. Chúng tôi sẽ dùng võ lực nếu cần, nhưng chúng tôi không muốn phải đi theo hướng đó, bà Haley nhấn mạnh. Đại sứ Haley thúc giục Trung Quốc, đồng minh chính của Bắc Triều Tiên, nỗ lực hơn nữa để kiềm chế Bình Nhưỡng. Bắc Triều Tiên hôm 4 tháng 7 phóng thử phi đạn đạo xuyên lục địa mà một số chuyên gia tin rằng có tầm ngắm phóng xa tới các tiểu bang như Alaska, Hawaii và thậm chí có thể là các vùng đất của Hoa Kỳ ở Tây Bắc Thái Bình Dương. Bình Nhưỡng nói phi đạn vừa thử có thể mang đầu đạn hạt nhân cỡ lớn. Vụ thử này là thách thức trực tiếp với Tổng thống Donald Trump, người cam kết ngăn chặn Bình Nhưỡng bắn phi đạn hạt nhân tới Mỹ. Đại sứ Haley cho hay trong vài ngày tới, Mỹ sẽ đề nghị Liên Hiệp Quốc ban hành các biện pháp chế tài mới đối với Bắc Triều Tiên, đồng thời cảnh cáo rằng Washington sẵn sàng cắt đứt mậu dịch với bất kỳ nước nào làm ăn với Bình Nhưỡng, vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Giới ngoại giao cho rằng Bắc Kinh chưa thực thi đầy đủ các biện pháp chế tài quốc tế đối với Bình Nhưỡng, mà thay vào đó còn chống đối các biện pháp trừng trị mạnh tay hơn. Các giới chức Hoa Kỳ cho biết Mỹ có thể có hành động đơn phương và trừng phạt thêm các công ty Trung Quốc làm ăn với Bắc Triều Tiên, đặc biệt là các ngân hàng. Tòa Bạch Ốc ngày 5 tháng 7 loan báo đang nghiên cứu các biện pháp đối với Bắc Triều Tiên. Phó đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc cùng ngày kêu gọi chớ nên dùng võ lực với Bình Nhưỡng và yêu cầu ngưng khai triển hệ thống phòng thủ phi đạn của Mỹ tại Hàn Quốc. Tin Ba Lê, Văn phòng Công tố Paris hôm thứ Hai cho hay một người đàn ông bị truy tố tội âm mưu ám sát Tổng thống Emmanuel Macron vào ngày Quốc khánh Pháp, trong thời gian có cuộc viếng thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trích lời các nhà điều tra nói rằng nghi can bị bắt 23 tuổi có kế hoạch tấn công ông Macron vào ngày 14 tháng 7 trong cuộc lễ diễn binh được tổ chức tại đại lộ Champs-Élysées, Paris, nơi ông Trump sẽ là khách mời danh dự. Nghi can bị cơ quan chống khủng bố bắt hôm thứ Tư tại khu ngoại ô Argenteuil ở Tây Bắc Paris và hôm thứ Bảy bị truy tố với tội danh hoạt động khủng bố đơn lẻ. Đơn sự tự cho mình là người thuộc phái dân túy cực hữu, khai với cảnh sát rằng sở dĩ đương sự muốn giết ông Macron là để đưa ra một thông điệp chính trị. Theo hồ sơ của cảnh sát, đương sự còn khai rằng muốn tấn công cả người thuộc các thành phần da đen, Ả Rập, Do Thái giáo và đồng tính. Lực lượng an ninh được những người sử dụng một trang mạng chơi video game báo động sau khi nghi can đăng lời rao muốn mua một cây súng AK-47 để thực hiện một cuộc tấn công. Cảnh sát cho biết còn quá sớm để nói rằng liệu đương sự có liên kết với một mạng lưới rộng lớn hơn nào không, nhưng đương sự từng bị kết tội liên quan đến hoạt động khủng bố năm 2016. Năm ngoái, 86 người bị chết trong một vụ tấn công bằng xe vận tải trong ngày lễ Quốc khánh Pháp tổ chức ở Nice. Hôm thứ Hai, ông Macron nói,
nội trong năm nay, ông sẽ rút lại tình trạng báo động vốn được áp đặt trên toàn nước Pháp từ hồi tháng 11 năm 2015. Hôm thứ Sáu, ngày 7 tháng 7, không quân Mỹ cho hay hai máy bay ném bom của Mỹ đã bay ngang qua vùng biển đang trong vòng tranh chấp trên Biển Đông để khẳng định khu vực này là lãnh thổ quốc tế, bất chấp Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền trên hầu hết các tuyến hàng hải trong khu vực. Hai máy bay ném bom B-1B Lancer xuất phát từ đảo Guam của Hoa Kỳ hôm thứ Năm, giữa lúc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Đức. Dự định hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về việc Trung Quốc có thể làm gì để kiểm soát các chương trình vũ khí hạt nhân và hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên, trong khi ông Trump mưu tìm sự tiếp tay của Bắc Kinh để tăng áp lực đối với Bắc Triều Tiên, thì quân đội Mỹ vẫn tiếp tục khẳng định quyền tự do hàng hải trên Biển Đông, một điều có thể khiến Trung Quốc phẫn nộ. Khi được hỏi về việc hai máy bay ném bom Mỹ bay ngang qua Biển Đông, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sản nói không có vấn đề gì với tự do hàng hải hay hoặc quyền được bay ngang trên không phận Biển Đông và Biển Hoa Đông. Ông Sản nói, Trung Quốc kiên quyết phản đối các quốc gia riêng rẽ viện lý do thực thi quyền tự do hàng hải và hàng không để phô trương lực lượng quân sự, phương hại tới chủ quyền và an ninh của Trung Quốc. Bộ Quốc phòng Trung Quốc trong một văn bản ngắn gửi cho hãng tin Reuters nói Trung Quốc luôn theo dõi và giám sát hiệu quả các hoạt động quân sự của các nước liên quan bên cạnh Trung Quốc. Văn bản này còn có đoạn viết quân đội Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, cũng như hòa bình và ổn định khu vực. Hoa Kỳ trong thời gian qua đã chỉ trích việc Trung Quốc củng cố các cơ sở quân sự trên các bãi cạn và các hòn đảo nhỏ mà Trung Quốc đã bồi đắp và xây trong Biển Đông, vì lo ngại Trung Quốc có thể sử dụng các cơ sở này để bành trướng phạm vi chiến lược. Brunei, Malaysia, Philippines, Việt Nam và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền trên một phần Biển Đông, tuyến hàng hải quốc tế nơi qua lại của lượng hàng hóa trị giá 5 tỷ đô la mỗi năm. Thủ tướng Haider al-Abadi ca ngợi các binh sĩ Iraq về điều mà ông mô tả là chiến thắng lớn ở Mosul. Mặc dù giao tranh chống các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo vẫn tiếp diễn tại khu phố cổ Mosul, ông Abadi lên tiếng hôm thứ Ba ngày 4 tháng 7 trong một cuộc họp báo ở Baghdad. Ông nói các nỗ lực nhằm bảo đảm sự ổn định và giúp những người di dân đã di tản trở về nhà cửa của họ sẽ được tăng cường trong những ngày sắp tới. Các lực lượng Iraq đi qua các đống đổ nát của bệnh viện chính của Mosul hôm thứ Ba sau khi chiếm quyền kiểm soát khu phố này ngày hôm trước. Trung sĩ Mortada Yasser thuộc đơn vị phản ứng nhanh nói, đây là nơi mới nhất được chúng tôi giải phóng trong khu vực Sifa. Tất cả các phần tử chủ chiến đều bị tiêu diệt. Nhờ ơn Thượng Đế, đơn vị phản ứng nhanh của chúng tôi đang trong tư thế sẵn sàng để giải phóng toàn cõi Iraq từ Nam chí Bắc. Tại Baghdad, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi khen ngợi các binh sĩ dưới quyền ông. Tôi xin ca ngợi các chiến binh dũng cảm và gia đình Iraq. Dù là ở trong các khu vực đã được giải phóng hoặc ở những nơi còn lại của Iraq, vì đã thực hiện được chiến thắng lớn này ở Mosul và vì đã giật sập được nhóm tự xưng là nhà nước Hồi giáo. Trong khi Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi lên tiếng, các phần tử chủ chiến IS tiếp tục cố thủ tại khu phố cổ Mosul, nơi mà các con đường chật hẹp ngăn cản sự di chuyển của các quân xa lớn. Chính phủ Iraq đã khởi sự chiến dịch tái chiếm Mosul, thành phố lớn thứ nhì tại Iraq từ tháng 10 năm ngoái. Nhiều thường dân đã bị giết chết giữa hai làn đạn và hiện
còn 750.000 người còn lại trong thành phố. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi xin tạm ngưng trong giây lát trước khi qua phần tin tức tại Việt Nam. Chương trình truyền hình Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn là một cơ quan bất vụ lợi đã phục vụ cộng đồng người Việt trong Vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận đã nhiều năm qua. Đài luôn luôn giữ vững lập trường và chủ trương sau đây. Thứ nhất là một cơ quan bất vụ lợi, không lệ thuộc bất cứ một tổ chức nào hoặc một cá nhân nào. Thứ hai, cung cấp một phương tiện truyền thông hữu ích cho cộng đồng người Việt trong Vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận. Thứ ba, góp phần bảo tồn phát huy văn hóa dân tộc. Và cuối cùng là hỗ trợ cho công cuộc tranh đấu để giành lại tự do, dân chủ và nhân quyền cho quê hương Việt Nam. Nếu quý vị muốn đóng góp hay có những thắc mắc, xin quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây. Chương trình truyền hình Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn hay Vietnamese Public Television VPTV 2800 Juniper Street, Suite 11, Fairfax, Virginia 22031, số điện thoại 703-560-3300. Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin tức tại Việt Nam. Phiến quân Abu Sayyaf chặt đầu hai con tin Việt Nam. Thi thể bị chặt đầu của hai thủy thủ Việt Nam bị phiến quân Abu Sayyaf bắt cóc hồi năm ngoái, được tìm thấy hôm thứ Tư 5 tháng 7 trên đảo Basilan, miền nam Philippines. Bộ Tư lệnh Tây Mindanao của quân đội Philippines cho hay, dân làng ở thị trấn Somisip đã tìm thấy thi thể được xác định là ông Hoàng Trung Thông và ông Hoàng Văn Hải. Hình ảnh chụp được cho thấy đầu bị chặt được đặt bên cạnh thi thể của họ. Hai người này ở trong nhóm 6 thủy thủ tàu hàng MV Royal 16 của Việt Nam bị một nhóm tay súng tấn công hồi tháng 11 năm ngoái trong vùng biển ngoài khơi Basilan. Một trong 6 thủy thủ Việt Nam đã được giải cứu hồi tháng 6 vừa qua. 3 thủy thủ khác vẫn còn bị giam cầm. Giới chức Philippines cho biết các thi thể sẽ được giảo nghiệm trước khi trao trả cho phía Việt Nam. Hồi tháng trước, 3 nước Philippines, Malaysia và Indonesia phát động chiến dịch tuần tiễu phối hợp trên biển để đẩy mạnh cuộc chiến chống lại các phần tử Hồi giáo quá khích, nạn hải tặc, bắt cóc, khủng bố và các tội ác khác trên biển trong khu vực. Việt Nam từng có tàu và thủy thủ bị bắt cóc nhưng chưa bao giờ tính tới việc tham gia những cuộc tuần thám liên quốc gia. Hôm thứ Tư, hầu như không có tờ báo chính thống nào của Việt Nam đưa tin tìm thấy hai thủy thủ bị chặt đầu. Các báo chí thuật lại một tuyên bố mơ hồ của phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam sau khi đã có hàng chục tờ báo quốc tế đưa tin về sự việc này. Nhiều cư dân Hà Nội hôm thứ Tư, 5 tháng 7, nói với hãng thông tấn Reuters là họ không đồng ý với kế hoạch của nhà cầm quyền cấm xe máy ở thủ đô Hà Nội. Hôm thứ Ba, 4 tháng 7, thành phố Hà Nội thông qua một kế hoạch cấm xe máy vào năm 2030 trong một nỗ lực nhằm giảm nạn kẹt xe và ô nhiễm không khí. Theo thông cáo về kế hoạch này trên trang mạng của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, hơn 5 triệu xe máy và khoảng nửa triệu xe hơi đang chạy trên các đường phố của Hà Nội. Cơ sở hạ tầng của quận thuộc trung tâm thành phố đang chịu đựng một số lượng giao thông quá tải gần gấp 4 lần. Theo kế hoạch mới được thông qua, nhà cầm quyền thành phố sẽ hạn chế dần dần số xe máy trong từng khu vực. Theo Reuters, nhiều người đi xe máy cho rằng không thể cấm người dân sử dụng một phương tiện mà họ đã sử dụng từ nhỏ đến lớn, đặc biệt là trong tình trạng tồi tệ của hệ thống giao thông công cộng thành phố. Cư dân Nguyễn Văn Thanh, 26 tuổi, nói rằng kế hoạch cấm xe máy của Hà Nội là không có hiệu quả thực tế cho lắm. Bởi vì nếu cấm xe máy, thì nhiều gia đình không đủ tiền sắm xe hơi, sẽ không có cách nào khác để vào thành phố, ngoại trừ đi bộ.
ông Trần Triệu Hòa, một người thợ sửa xe 43 tuổi, cho rằng lệnh cấm sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người, bởi vì không phải ai cũng sống ở nội thành Hà Nội, kể cả những người làm việc văn phòng. Công an Hà Nội loan báo sẽ khởi tố 14 cựu quan chức của xã Đồng Tâm, gồm cựu chủ tịch xã, về tội danh vi phạm các điều luật sử dụng đất đai trong quá khứ. Thông tin này được đưa ra hôm 7 tháng 7 tại buổi công bố dự thảo kết luận thanh tra việc điều hành, sử dụng đất và quá trình xử lý từ trước đến nay đối với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Theo truyền thông trong nước, bản dự thảo khẳng định về nguồn gốc đất xây dựng sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng. Tuy nhiên, theo kết luận của bản dự thảo do Phó Chánh Thanh tra Hà Nội Nguyễn An Huy công bố, đã có những sai phạm trong việc quản trị sử dụng khu đất này. Tờ Thanh Niên trích lời ông Huy nói khi công bố dự thảo: Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm đã buông lỏng sự kiểm soát để các hộ dân xây dựng không phép trên đất quốc phòng, cho chuyển nhượng, thừa kế trên đất quốc phòng là trái pháp luật. Những cán bộ sai phạm sẽ bị đưa ra tòa trong tháng này với cáo trạng lạm dụng quyền lực khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm để xảy ra hậu quả nghiêm trọng, theo ghi nhận của báo Sài Gòn Giải Phóng. Trong số những người ra hầu tòa sẽ có cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm, chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã và người đứng đầu Ủy ban Công an xã. Tin các cựu quan chức bị khởi tố được đưa ra sau 2 tháng thanh tra từ những tố cáo của người dân về những sai phạm trong quản trị đất đai của cán bộ xã Đồng Tâm. Sau khi bản dự thảo được công bố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ông Nguyễn Đức Chung hứa rằng thời gian tới sẽ công bố kết luận thanh tra minh bạch. Ông Chung là người đã tới xã Đồng Tâm để đối thoại trực tiếp với người dân sau khi cuộc giằng co giữa người dân và chính quyền xã này lên đến cao điểm cách đây vài tháng. Mâu thuẫn đất đai tại Đồng Tâm bắt nguồn từ năm 2015 khi Bộ Quốc phòng có quyết định thu hồi hơn 50 hectare đất do quân chủng phòng không không quân cai quản và giao cho tập đoàn Viettel. Trong khu đất được giao cho công ty viễn thông của quân đội, có 40 hectare thuộc xã Đồng Tâm, và nhiều người dân trong xã đệ đơn khiếu kiện vì cho rằng đó là đất của họ. Cuối tháng 3 năm nay, Công an Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng tại xã Đồng Tâm, bất chấp lời hứa của ông Nguyễn Đức Chung, cam kết sẽ không làm như vậy. 15 ngày sau khi khởi tố, Công an thành phố bắt 4 người dân làng về hành vi vi phạm pháp luật. Kính chào quý khán giả của truyền hình Việt Nam Hoa Tình Đố. Chúng tôi là Tạ Kiều Hải từ thủ đô Washington DC và sau đây là bản tin tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần. Thị trường chứng khoán cuối tuần thứ 6, mùng 7 tháng 7 2017, Dow Jones 21.414.34, Week Today cộng 0.30% và Year Today cộng 8.36%. Nasdaq 6.153.08, Week Today cộng 0.21% và Year Today cộng 14.30%. S&P 500 2.425.18, Week Today cộng 0.07% và Year Today cộng 8.32%. Giá vàng là $1,211.90 một ounce căn cứ vào thứ 6 mùng 7 tháng 7 2017. Giá dầu thô $44.33 một barrel cũng căn cứ vào thứ 6 mùng 7 tháng 7 2017. Và giá xăng là $2.259 một gallon căn cứ dữ kiện từ công ty AAA thứ 6 mùng 7 tháng 7 2017. $1 của Hoa Kỳ tương đương với 0.8771 của đồng euro Liên hiệp Âu Châu căn cứ vào thứ 6 mùng 7 tháng 7 2017, tương đương với 0.7755 của đồng Anh Kim Anh Quốc
tương đương với 6.81 đồng yuan nhân dân tệ của Trung Quốc, tương đương với 113.89 đồng JPY yen của Nhật Bản và tương đương với 6.39 đồng Ruble của Nga. Lãi suất mortgage theo công ty Freddie Mac thứ năm ngày 6/7/2017, 30 năm cố định là 3.96% và 15 năm cố định là 3.22%. Tình trạng thất nghiệp tuần lễ kết thúc thứ bảy ngày 1/7/2017 có 248.000 người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu, tăng 4.000 so với tuần lễ trước đó, đánh dấu 122 tuần lễ liên tiếp số người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu vẫn dưới mức 300.000 người. Tuần lễ kết thúc thứ bảy ngày 24/6/2017, Mỹ có 1.956.000 người đang hưởng quyền lợi thất nghiệp, tăng 11.000 so với tuần lễ trước đó. Kinh tế Mỹ trong tháng 6 2017 đã cung cấp 222.000 việc làm mới, vượt xa sự tiên đoán của Wall Street Journal. Tỷ số thất nghiệp của tháng 6 lên mức 4.4%, sát nút với mức 4.3% của tháng 5 là mức thấp nhất của 2017. Bình luận về kinh tế Mỹ. Tuần này thị trường chứng khoán có cả 3 chỉ số đều đi lên, Dow Jones tăng cộng 0.30%. Nasdaq tăng cộng 0.21% và S&P 500 tăng cộng 0.07%. Chỉ số Dow Jones trên mức 21.400, Nasdaq trên mức 6.100 và S&P 500 trên mức 2.400. Cùng ngày thứ Sáu, thị trường chứng khoán thế giới bình thường, chỉ số Nikkei 225 của Nhật giảm trừ 0.32%. Hong Kong Hang Seng giảm trừ 0.49%. Shanghai Composite tăng cộng 0.17%, London FTSE 100 tăng cộng 0.19% và chỉ số DAX của Đức tăng cộng 0.06%. Thị trường chứng khoán Wall Street trong tuần rất dao động, những đánh phá bởi giới truyền thông dòng chính cực tả và đảng Dân Chủ vẫn tiếp tục trong gần 6 tháng vừa qua, nhưng thị trường chứng khoán vẫn tiếp tục đi lên. Đồng đô la tuần này lên giá so với các đồng euro của Liên hiệp Âu Châu, đồng Anh Kim của Anh Quốc, đồng yuan của nhân dân tệ Trung Quốc, đồng yen của Nhật Bản và với đồng Ruble của Nga. Trên thị trường tiền tệ thế giới, đồng đô la tương đối tiếp tục giữ giá trong thời gian vừa qua, đặc biệt là kể từ ngày Tổng thống Donald Trump nhậm chức. Giá dầu thô đang ở mức 44.33 đô một barrel và giá xăng khá thấp trên thị trường hiện nay, tiếp tục là một ngạc nhiên cho giới lái xe được mua xăng giá rẻ trong mùa hè này lần đầu tiên trong lịch sử 12 năm. Kinh tế Mỹ được cung cấp 222.000 việc làm mới trong tháng 6 đã cho thấy doanh nghiệp Mỹ vẫn tìm cách thuê mướn thêm nhân viên mặc dù giới nhân công chuyên nghiệp đang thiếu hụt hiện nay. Sự gia tăng tỷ số thất nghiệp từ 4.3% của tháng 5 lên 4.4% trong tháng 6 là một dấu hiệu tốt cho thấy có thêm người tham gia lực lượng lao động để đi tìm việc làm. Khủng hoảng nghiện ma túy là cơn dịch gây thiệt hại làm tê liệt nhiều cộng đồng trải rộng trên đất Mỹ, gây nên khủng hoảng về sức khỏe công cộng và hậu quả là có gần 100 người đã chết mỗi ngày vì dùng thuốc quá dose. Chính cũng vì sử dụng thuốc quá dose này mà nhiều người, phần lớn là đàn ông, không còn khả năng hoặc không muốn đi tìm việc làm nữa. Theo dữ kiện từ Bộ Lao động trong tháng 6, sự co rút lực lượng lao động đã kéo ngược sự phát triển kinh tế và lương bổng. Thị trường lao động của đàn ông Mỹ từ 25 đến 54 tuổi đã chụt 10% kể từ mức cao điểm của năm 1954. Hiện tại là 88.4%, chỉ hơi cao hơn chút ít so với thời kỳ thấp nhất là 87.9% trong năm 2014. Microsoft đang thi hành chương trình chính yếu là tái tổ chức công ty. Microsoft cho biết đang cắt giảm nhiều ngàn việc làm, phần lớn là những phần vụ tiếp thị sales và ở ngoài nước Mỹ. Công ty Sears Holdings là công ty mẹ của Sears và cây mạc đã công bố hôm thứ Sáu sẽ đóng cửa 8 tiệm Sears và 35 tiệm cây mạc, thêm vào danh sách 236 tiệm mà Sears đã công bố kế hoạch đóng cửa của năm 2017. Nghĩa là Sears sẽ đóng cửa 20% tổng số địa điểm của mình. Kinh tế thế giới.
Công ty Petrobras của Iran vừa ký hiệp ước tự do mậu dịch 20 năm với công ty dầu Total của Pháp và công ty dầu nhà nước Trung Quốc CNPC, đáng giá nhiều tỷ đô la hôm thứ Hai đầu tuần qua. Sự kiện này đánh dấu sự đầu tư quan trọng đầu tiên của Iran với Tây Phương từ khi sự cấm vận được dỡ giải vào đầu năm 2016. Nhật Bản và Liên hiệp Âu Châu vừa ký hiệp ước tự do mậu dịch, ảnh hưởng hơn 600 triệu dân, 30% của kinh tế toàn cầu và 40% của tổng số mậu dịch thế giới. Hiệp ước này có thể gây thiệt hại cho Mỹ về lâu về dài. Tổng thống Donald Trump từng đe dọa sẽ tăng thuế nhập cảnh cho hàng hóa từ Mexico và Trung Quốc. Đại sứ Trung Quốc từ Mexico, Kiu Xiaoki, đã nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẵn sàng nói chuyện với Mexico về một hiệp ước tự do mậu dịch. Kính thưa quý khán giả, bản tin tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần xin được tạm ngưng nơi đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ tới. Chương trình nghệ thuật thi ca vũ nhạc kịch Cội Nguồn 4 với chủ đề Vu Lan Hiếu Đạo do Đoàn Cải Lương Hương Miền Nam sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy 29 tháng 7 năm 2017 lúc 4 giờ chiều tại Fortress High School 7521 Chacoa Trail, Fortress, Virginia 22042. Mọi chi tiết xin liên lạc nhạc sĩ Trịnh Phước Chí, số điện thoại 571-992-9671, Nancy Nguyễn 703-609-1148, Minh Hà 571-253-8611, Hạnh Nhân 571-201-9389 và Nam Nguyễn 571-276-9360.